Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Có bạn đặt câu hỏi cho mình là tại sao các loại organ hay piano điện lại có 61, 76 hay là 88 phím? Thì trước tiên các bạn cần biết số lượng phím quyết định đến phạm vi âm thanh mà người chơi có thể sử dụng được. Đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Giờ cùng mình đi sâu vào từng loại phím nhé. Đầu tiên là đàn 61 phím, thường bắt đầu từ nốt La 2 đến nốt Đô 7, tương đương với 5 quãng 8 và một nốt, với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, phù hợp cho người cần di chuyển nhiều như biểu diễn di động hoặc giáo viên dạy nhạc. Với số lượng phím ít hơn, đàn 61 phím phù hợp cho người mới học, đặc biệt là trẻ em hoặc những người không cần quá nhiều phím để bắt đầu. Đàn 61 phím thường có giá cả phải chăng hơn, là một lựa chọn tốt cho những người không muốn tốn quá nhiều chi phí cho một cây đàn. Tiếp theo là các loại đàn 76 phím, thường bắt đầu từ nốt Mi 1 đến nốt La 7, tương đương với 6 quãng 8 và 4 nốt, đàn nhẹ và dễ di chuyển hơn so với đàn 88 phím, nhưng lại cung cấp phạm vi âm thanh rộng hơn so với đàn 61 phím, cho phép người chơi thể hiện được nhiều bản nhạc phức tạp hơn, dành cho người vừa cần sự linh hoạt, vừa muốn có trải nghiệm chơi chuyên nghiệp hơn. Cuối cùng, đàn 88 phím là loại đàn có đầy đủ các nốt từ Mi 0 đến Đô 8, tương đương với 7 quãng 8 và 4 nốt. Đàn 88 phím có số lượng phím tương đương với piano cơ, giúp người chơi có trải nghiệm tương tự như khi đang chơi trên một cây piano thật. Nó cung cấp đầy đủ phạm vi âm thanh từ nốt trầm nhất đến nốt cao nhất, thích hợp nhiều thể loại âm nhạc, đòi hỏi sự phức tạp và chi tiết, và thường được sử dụng bởi những nhạc sĩ hoặc người chơi chuyên nghiệp trong các phòng thu, do khả năng đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về kỹ thuật. Và để lựa chọn cái đàn có số phím phù hợp với nhu cầu của mình, người mua cần xem xét mục đích sử dụng, chi phí hợp lý, không gian để đàn. Và nếu vẫn còn đang do dự hoặc thắc mắc, mời các bạn hãy đến trực tiếp các hệ thống showroom của Minh Phụng Music hoặc liên hệ qua số hotline 0919768606 để được tư vấn cụ thể cũng như mua sắm và trải nghiệm với nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.